mạng lại cho tao. Ai vậy ta? Trả mạng lại cho tao. Trời ơi, hè mà cũng làm bài tập như thế này thì có khác gì đi học đâu. Thôi, chả làm nữa đâu. Ê, giải trí chút không? Ok. Thì hôm qua bà nội tao qua thăm, xong rồi bà nội tao kể một câu chuyện ma có thật, tụi mày có muốn nghe không? Vô liền. Chuyện ma tao không nghe đâu. Còn bánh bèo này, mày không nghe thì để người ta nghe. Kể đi đi. Kể đi. Tụi mày nhớ cái đêm đầu tiên mà bà nội tao dọn về nhà mới không? Thì bà nội tao ngủ một mình, tự nhiên nghe tiếng bước chân bình bịch ở ngoài hành lang á. Sợ chứ. Mà bà nội tao tò mò tiến ra cửa, tự nhiên nghe cái tiếng tức. Thấy ma hay thế nào? Không, con mèo nó làm đổ ly nước. Vậy mày cứ chuyện ma? Thì chưa, đây giờ kể. Thì cái đêm thứ hai, bà nội tao nghe ở trong tủ quần áo có một tiếng khóc thút thít vang ra. Tính mở cái cửa tủ quần áo ra coi bên trong có gì, thì mới tới gần, chưa có mở nha, cái cửa này mở toang ra. Có một cái bàn tay nó dài vậy nè, nó bóp cổ bà nội tao té, đâu nhúc nhích được, xỉu luôn. Ghê chưa? Ủa? Mẹ ơi! Má! Nó bóp tay tao nè! Con Hòa! Mày bỏ cái tay mày ra coi! Mày không có mày! Đang nghe chuyện ma nó sợ! Thì tao bảo là tao không có nghe chuyện ma rồi, ai kêu kể chi thì tao sợ! Tiếp! Chưa, tới cái phần ly kỳ. Cái đêm thứ ba, bà nội tao vừa nghe tiếng khóc mà vừa nghe một cái lời kêu rất là thảm thiết. Mà lần này không có phải là trong tủ nha, ở dưới giường vọng lên. Kêu vậy nè: trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Bà nội tao sợ quá bỏ chạy, mà mới có đặt cái chân xuống dưới, nắm cái chân bà nội tao lại vậy nè. Bà nội tao té úp cái mặt xuống dưới đất, đâu nhúc nhích được đâu. Thì tụi mày thấy đó, kể từ đó bà nội tao có cái mụn lẹo trên trán. Thôi, tao không nghe nữa. Tao không học luôn. Chơi một mình luôn, không chơi. Học bài mà. Không học đâu, học mình đi. Trời đất ơi. Cũng ghen. Alo. Tao mà biết ai gọi thì tao phải chết mày nhưng mà coi. Sao lại không nhỉ? Chắc là số tổng đài mới thay đầu số mà mình không biết thôi. Kêu vậy nè: trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Bà nội tao sợ quá bỏ chạy, mà mới có đặt cái chân xuống dưới, nắm cái chân bà nội tao lại vậy nè. Còn ma không có
Anh Mani, Mani Hồng, anh Mani, Mani Hồng. Ngân Hòa ơi. Tại sao mày dám hôn lão? Tại sao mày dám hôn lão? Con xin lỗi, từ nay con không dám hôn lão nữa đâu. Con xin lỗi mà. Làm ơn tha mạng cho con đi. Làm ơn mà. Nam mô A Di Đà Phật. Tha lỗi cho con đi, tha mạng cho con đi. Không. Dậy 7 giờ rồi còn chưa chịu dậy. Ôi, ngủ một xíu à. Dậy thì Thuận ơi. Thuận ơi. 7 giờ rồi. 7 giờ á? Cái gì? 7 giờ rồi hả? Ủa, sao điện thoại thông báo gì chứ vậy? Chết chua, giờ mẹ mà thấy là chết ông luôn đó. Chết rồi, chưa soạn đặt gì hết trơn á. Đứng lên. Trời ơi. Mày kéo sách ra. Đứng lên. Ôi. Gì? Rồi ông tính để đồ này đi học hả? Quên. Đây, đưa đây, nhanh lên. Nhanh lên. Trễ. Cặp của anh này. Có cả giày luôn. Công nhận á, 16 năm tuổi đời rồi. Bây giờ tao mới thấy có ích khi mà có một đứa em gái. Thì tại anh chưa thấy những điểm tốt của em thôi. Thôi đi đi, không phải trễ bây giờ. Ừ. Cảm ơn nha, đi á. Đi, đi cẩn thận nha. Ok. Bye. Ơi. Mày còn xanh và non lắm anh hai ạ.
cháu. Ấy, Bi nó chơi rồi. Mà ơi, em gái bé Bỏng ơi, xuống mở cửa cho anh nè. Hello Đức Thịnh, anh còn ở đó không ta? Mở cửa cho anh với, sao mày giấu anh ngoài vậy? Ai kêu bắt nạt tôi làm gì? Ba mẹ ơi, mở cửa cho con với. Là cỡ nào thì bố mẹ cũng không nghe đâu, bố mẹ về quê hết rồi. Mày có xuống đây không? Mày xuống đây cho tao. Nghĩ xong tôi mở cửa cho anh vào. Mở cửa cho anh vào là anh đánh tôi sao? Mày có xuống không kìa? Lớn già đầu đấy nhỏ nhóc chơi chứ. Nè, cái gì đây? Nể tình là mai anh còn đi thi nên tôi bố thí cho cái chăn đó. Ngủ ở ngoài đó xong rồi suy nghĩ đi, rèn lại cái nét của mình đi. Chừa cái cậu tị nạnh với em gái. Mày được lắm, mày đợi đó, mày đợi đó. Tao không tha cho mày đâu. Ngủ đi ngủ, nó sợ hả? Mày chào tụi đó con em mắc chịch. Mày mà bây giờ mấy mẹ đánh đồn tiếc đứt mày nè. Mẹ ơi. Ôi, mẹ cho con xin 500k đi ạ. Chỉ 500k thôi, con sẽ có ngay một chiếc vé coi trực tiếp King of Rock. Hey, đi cái gì mà đi, tiền điện tiền nước còn chưa đóng, tao nói cho mày biết được có trong mặt. Oh yeah. Nghĩ sao vậy trời? Tốn 500 ngàn đi coi King of Rock. Ở nhà đi, tao rap cho mày coi. Mẹ ơi. Sao con? Vậy con bị ướt hết rồi, mẹ cho con tiền mua đôi mới đi. Con lấy đôi giày á, treo lên trên cái quạt, đem vô phòng, xong quạt lát nó tự khô nghe. Cười cái gì mà cười? Giỡn mặt hả? Tao đập lên đầu cha hai bay bây giờ. Ê, cái bà này, tôi có làm gì tội tính đâu, bà lôi tôi vào bà chửi thế. Trời, con dám nói gì nữa. Tôi nói cho ông biết, ông là cái tội nặng nhất luôn nha. Ông là người xài điện, xài nước hoang phí vô cùng. Nè. Alo, alo, alo. À, đúng rồi. Nè, ông đừng có làm bộ nha. Ê, tôi chưa có nói xong nha. Ê, rồi giờ sao? Bây giờ, ông đi rồi tôi chửi hai đứa này. Ủa? Ủa rồi, hai đứa này. Khát nước quá, uống nước chửi tiếp. Đó. Mệt. Bực quá, nói không ai nghe hết. Trời ơi là trời. Trời cái lực. Trời ơi, trên đây nó bụi quá. Mày bớt cầm làm đi. Bây giờ mày không dọn đây á, mày xuống dưới mày nghe mẹ chửi còn ghê hơn nữa. Thế thôi coi dọn nhanh đi, chứ tôi ở trên đây nữa chắc tôi bị viêm phổi mất. Ui ui. Thì đáng sợ cái chỗ này cơ. Sử dụng đâu cũng dơ ấy này. Ê, dịch. Dịch. Dịch đâu, quay giật. Tụi cô. Chết luôn. Một phát chết luôn. Thì ừ, tao sợ dán đó. Là vậy. Hay vậy? Thôi đi, tại vì nó dơ chứ nó hôi nên tao ghét nó. Ê, mày làm cái gì? Bỏ hết suy nghĩ đó. Ê, anh em bắt đầu hiểu nhau rồi đây. Tránh sao tao ra. Mày đi xuống dưới, đi ra đâu. Tao kêu mẹ nha. Mẹ ơi, nó dậy đâu con. Ghê. Phụ tao lụm lên, mẹ lên chửi bây giờ. Luôn ấy, chỉ có bay ra thôi chứ không làm được cái gì cả. Ê. Ôi. Mày có vừa thấy cái tao thấy không? Từ từ từ, lại xem có đúng không nhỉ? Một lần cuối, nhỏ cái miệng, bịt cái miệng vào. Của tao. Chắc chắn này là của tao. Tao trả cho mặt mày, có nghe cái suy nghĩ đó. Cái này là tao đụng vô nó trước nên là nó là của tao. Rồi tao không hùng mày thì sao là mày làm rớt cái đó mà thấy được cái lòng bì này. Hả? Của tao. Thôi. Ê, từ từ. Bây giờ mày giật cái giày, lát nữa đứt, coi như là hết. Vậy thì chia đôi. Ok, chia đôi. Ok. Yes. Ok. Bây giờ phải mang đi giấu. Đi giấu? Không mang đi giấu là bố mẹ phát hiện ra. Ừ. Đi, nhanh đi. Lên, lát dọn sau. Này, hai con. Gì vậy bố? Hôm trước hai con dọn kho đúng không? Có thấy cái phong bì nào nhỏ bố kẹp trong cuốn sách không?
Dạ. Không. Đồng thanh thế. Thì hôm nay con dọn con có thấy cái phong bì đó đâu. Làm gì có đúng không anh? Đúng rồi. Hôm đó con dọn xong cái là con xuống phòng con ngủ luôn, con biết gì chơi. Ôi giời ơi, tiếc thế chứ. Bố chỉ lấy cái tiền đấy đi mua đôi giày mới cho con trai yêu của bố, rồi mua cái vé cho con gái cưng. Thế mà bây giờ mất rồi, không biết tính nào, tiếc quá. Bố, con nói thật không bố? Thật chứ, không bao giờ lừa con đâu. Thật ra là tụi con giấu đấy. Đấy, thấy chưa, biết ngay là giấu mà, ngay là thấy. Đưa cho bố đi. Bố dẫn đi mua đồ đi. Trời ơi, bố quê mùa lạc hậu. Thời này ai mà còn dẫn đi mua đồ. Bây giờ là mình chỉ cần ở nhà đặt hàng online, một cái là có người giao tết cho mình liền. Hay thế à? Trời, thời đại 4.0 mà bố. Đặt có luôn. Bố đâu có bảo là đặt hôm nay. Đây, hôm sau bố mua. Bố lại tính lừa tụi con cái gì? Mơ đi, con sẽ không chỉ cho bố cái chỗ đấu tiền đâu. Lúc. Này, hai đứa con yêu quý của bố. Hai đứa con không yêu bố à? Các con cũng biết là bố là vất vả bao nhiêu năm làm lụng trong cái gia đình này. Khó khăn lắm bố mới giấu được tí tẹo quỷ đen. Định đi làm vài ve với bạn bố. Thế mà... Thôi, bố đừng nói nhiều lời nữa. No. Bây giờ bố có tin là con sẽ đem chuyện này nói với mẹ. Sau đó là cả bố và hai đứa con sẽ không đụng cái lời trong chuyện này hết. Bé cái mập lại. Mày không biết mẹ mày là bà la sát. Bà nghe thấy chưa? Ôi giời ơi, không chừng hai đứa con mồ côi bố đấy. Là mồ côi thì tội lắm. Ai ơi, đôi cơm khát nước biết người nào lo. Đôi cơm khát nước biết người nào. Có khi nào mình mồ côi bố thật không ta? Cái điều này là phải mua nải chuối xanh cho làm mấy người. Chị hay quá. Cái này trời ơi, là tôi nhỏ rồi. Vô bắt kim than, bắt kim than. Ê, cái con kia, mày ăn cái gì mà không chùa tảo não chứ vậy? Thì ai kêu chậm chi, mình ăn hết rồi nói nữa có ói cho ăn được đâu. Ê, tao ấm cái miệng mày lại nha. Tao mua bánh gì cho mày ăn mày nói chuyện tao vậy hả? Mệt ghê, có mấy cái bánh à, em ăn thôi mà cũng lớn tiếng, cũng này nọ nữa, cái đồ số bụng. Nè em gái, thồn vô họng đi em. Nhìn gì vậy? Có rồi đâu. Tao nhìn cái nét ăn của em gái tao á. Cái thứ con gái gì đâu mà ham ăn thuốc uống. Đừng có tưởng là nhìn như vậy rồi đó tôi sẽ chia cho. Mơ đi nha. Chắc tao thèm mà. Thôi ăn đi, để có hình mẫu lý tưởng như siêu mẫu nha em gái. Coi lại cái thân hình của mình đi kìa. Trời ơi, mập như con heo. Mày dám ăn của tao hả? Tao cho ăn con. Dọn to mày. Biến rồi, mệt quá, nhìn mày mệt quá. Thôi, cái gì đâu mà giận hoài. Thời gian đó, mày để mày ăn, mày nạp chất dinh dưỡng vô cơ thể mày có phải tốt hơn không? Để đền bù cho mày á, anh mua cho mày một bịch snack cua nè. Không? À.
thôi đi. Ông lại cho cái gì vào trong đây cho tôi ăn chứ gì? Bây giờ mày không tin đúng không? Tao thử cho mày coi. Đấy, đấy, tao khô bánh à. Ngon quá ơi, mày không ăn là hết á. Cử gì? Mắm. Mày mắm à? Đúng rồi đó Túc Anh. Con hẹn hẹn mà tao đi ăn không luôn. Ăn đi em. Mà tao đồng luôn, y chang luôn, khác gì luôn. Hay hết ta, nè ăn bánh uống nước nè em. Trời ăn bánh mình phải uống nước nó mới tiêu hóa được không? Ừ, đó mặt đó kìa. Mới to y chang luôn á. Tao chắc chắn với tụi bay luôn. Chủ nhật tuần này tao sẽ làm được. Chà, chả ai nói mày làm được. Trời ơi, cái mặt nhỏ nó đặng không bao muốn y chang mày luôn kìa. Đó, cái dạng bài uống nước cơ thể của chúng ta 70% phải là nước, đúng không? Em phải nạp nước vào mỗi ngày, đúng rồi, uống nhiều nước vào. No, hồi nãy anh uống ngoài đầu hẻm rồi. Uống gì vậy? Ông cho uống. Đi chịu à? Đâu ngồi đây chơi, uống nước ăn miếng bánh đồ nói chuyện. Anh em mình đâu có ngày nào mà kiểu như là bạn cũng đúng không? Chịu hết nổi rồi. Thôi nè, đứng đây một cái. Trời ơi, đi đi. Từ, sao vậy Hoa? Hoa. Cho mày chết. Vui vẻ nha em gái. Ui, dù đi được là sướng. Thằng Thuận đâu? Hello em gái. Đi thông thả không em? Trời ơi, em có thể lên trên tầng 1, tầng 2, quẹo phải, quẹo trái để em có thể tới nhà vệ sinh ở trên lầu. Lên đây, lên đây, lên đây. Yeah. Mày đợi đây. À, bắt đây, bắt đây, lại đây, lên đây được đây, nói nè, đây. Mẹ mình biết những buổi trưa hè nóng nực như thế này đã chuẩn bị cho mình ngay một chai nước trà xanh I love mom. Cái gì đấy trời? Nó có hoa này. Nó tiểu tiền cả trong cái chai này. Ghê quá. Cô Hòa đâu? Cô Hòa đâu? Mày vô đây. Anh gọi Hòa đó, có Hòa đây, Hòa đây, Hòa đây, Hòa đây. Mày làm cái gì đây? Ôi ui, ôi, ui. Trời ơi trời, uống luôn nè trời. Mày đứng mặt mày tao cái gì đây? Ngon. Mày đứng lại. Hãy đăng ký trở thành hội viên để nhận được những đặc quyền hấp dẫn dành cho fan cứng trên kênh La La School. Bắt. Đứng lại đi. Cái gì vậy? Mẹ kêu đứng lại. Mẹ vậy là đứng lại đi. Mẹ kêu con là đứng lại đi, không có dấu phẩy ở giữa. Dạ, có gì không mẹ? Ê à? Ở gì vậy? Nhớ giấu gì sau lưng á? Dạ không có gì hết trơn á mẹ. Nhớ giấu gì sau lưng? Không có. Quay lại đằng sau lẹ. Con này con mới cứu đó. Vậy là sao? Mẹ cho con nuôi nó đi mẹ. Nó tội lắm mẹ. Tối nào con đi ngang qua xóm ô chuột con cũng thấy nó thấy con. Xong nó hả, nó hét cho con nghe. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Đó nó hát kìa mẹ. Mày hiểu tiếng chó luôn hả? Mẹ không, cái này là con đồng cảm với nó. Mẹ không biết con đồng cảm như thế nào. Nói chung là mẹ không muốn nghe cải lương. Nhưng mà đâu phải cải lương đâu mẹ. Tất cả những bài hát mẹ không biết đều xếp vào thể loại là cải lương hết. À, vậy là con hiểu rồi. Nhờ có mẹ, những người như mẹ nên là nền âm nhạc Việt Nam mới càng ngày đi xuống đó. Con đừng có đánh trống lảng. Việc mẹ cần biết bây giờ là nếu như con nuôi nó đói, ai cho nó ăn? Nó dơ, ai tắm cho nó? Nó thúi, ai xịt dầu thơm cho nó? Và nó đi vệ sinh, ai dọn cho nó? Dạ con. Vậy mấy bữa con bận học thi thì sao? Dạ con vừa học vừa dọn cho nó được. Vậy mấy bữa con đi chơi? Ây, đơn nhiên là mẹ rồi. Nè, ông có chắc là mẹ không quăng con chó nó ngoài đường không đó? Mày yên tâm, tao đã cột kỹ càng lại hết rồi. Cái gì? Cột á? Cột tôi cũng bỏ ra được nữa chứ nó gì hả mẹ? Xí, em gái. Thời này mình phải dùng cái này hiểu không? Tư duy. Để rồi xem. Đấy.
Mày yên tâm, tao đã cột chó lại kỹ lắm rồi. Xong luôn, xong luôn. Con của anh đâu rồi? Mẹ ơi. Cái này có phải là cái chén mà ông ấy thích nhất đúng không? Cái gối cũ của ông nữa nè. Đúng rồi. Cái này mùi kia lâu năm của tao nè. Ủa mà sao nó đây? Hòa Thuận. Đi học về xong đi ăn cơm đi. Mà đứng đó đực ra vậy hả? Mẹ chưa quăng con chó đói này ra ngoài đường nữa hả? Con nói cái gì vậy? Con gái con lứa ăn nói gì kỳ cục vậy? Chó đói. Xin giới thiệu với con, tên của bé là Ri Jong Hook. Đó, Ri Jong Hook. Đó, nó là một em bé rất là dễ thương, đáng yêu, xinh xắn. Nó giống như là một đóa hoa quỳnh vậy đó. Người ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm, mấy môi em thơm. Em nói con, nó con thơm quá hả? Ủa, cưng cưng. Thôi mommy, mommy cho con nuôi nó rồi hả? Ừ, thì tại vì má thấy là nuôi bé Ri Jong Hook quá đỡ tốn cơm hơn nuôi hai đứa mà còn có lợi hơn. Bé còn biết coi nhà nè, lâu lâu về còn biết mừng quẩy đuôi nữa. Mà nè, con xong đi vô ăn cơm đi. Đứa nó làm gì? Nay con ăn kiêng nên con không ăn cơm. Thôi mày không ăn á, mẹ cho chó ăn cũng vậy à. Chó, cái này kêu nó chó. Ri Jong Hook, kêu lại cho mẹ. Ri Jong Hook. Đúng rồi, mẹ với Ri Jong Hook đã ăn rồi. Còn con đó, con ăn thì ăn, không ăn thì nói, để thằng Thuận ăn cũng vậy hả? Bây giờ chó được ăn cơm trước cả ông nữa. Ông ăn cơm thường của chó. Chó ăn cơm đi. Chó Ri Jong Hook. Ri Jong Hook. Xin lỗi con nha. Cưng cưng Ri Jong Hook. Ri Jong Hook, Ri Jong Hook, Ri Jong Hook. Nè, ông làm sao mà mẹ cho nuôi con chó đó hay vậy? Ba mà biết á, tao làm ăn mày rồi. Đi vô ăn cơm. Sao ta? Cái bánh. Con chó kìa. Ai cho mày? Ai cho mày bánh của tao hả? Mày chết chắc. Mày chết chắc mày. Trời ơi, cái con này. Chó cái gì vậy con? Nó kìa. Ông má, sao con dám? Nó dám ăn bánh của con đó. Sao con dám đánh em? Có một miếng bánh thôi mà, con không nhường cho em được hả? Trời ơi, chị Jong Hook của mẹ. Chị Jong Hook của mẹ. Xin lỗi. Mẹ phạt con hôm nay không được ăn cơm. Mẹ phạt nó rồi. Thôi thương chỗ nó sợ kìa. Cưng chó thương quá. Mẹ, con mới là bé yêu của mẹ mà. Anh hai, tại anh hai đó. Trời ơi, tự nhiên đem con chó về cái giờ thành ra như thế này. Giờ mình thua cả con chó nữa. Gì mà đi lâu thế nhở? Hoàng tử của em ơi. Tới luôn rồi. Tôi tới giao hàng cho cô Ngân Hòa ạ. Thì em Ngân Hòa đây. Chứ ngày nào cũng gặp người cử lận mà lại không nhớ em à. Dạ, mời cô nhận hàng giúp tôi với. Đúng địa chỉ rồi. Đúng hàng luôn rồi. Đúng tên rồi. Cô ký vào đây giúp tôi với. Sẽ ký vào đâu ạ? Đây này. Xin ký vào tim anh được không ạ? Cô ký nhanh để tôi còn giao mấy đơn khác nữa.
em ký đây nha. Không, ở đây. Thế thì để em ký cho. Xong rồi đấy ạ. Mẹ sao đó? Thôi, trai là được. Tôi đi nhé. Đấy. Dạ chị ký và nhận bưu phẩm giúp em vợ. Quên mất. Mà anh cho tôi xem thẻ nhân viên đi. Lần trước là tôi bị lừa một lần rồi. Dạ công ty bên em không có thẻ nhân viên đó chị. Thế lại không có thẻ nhân viên thì làm sao nhỉ? Thế anh bỏ khẩu trang đi. Bỏ khẩu trang tôi chụp hình lại đối chiếu cũng được. Nhanh lên. Thế bây giờ mình cười đi. Làm gì mà anh đi giao hàng mà mặt anh cứ nghiêm nghị như thế này thì làm sao người ta đánh giá 5 sao được. Mình cười lên đi cho nó giống shipper thân thiện. Thế giờ để cho chụp hình nhá. Thả tim đi, thả tim. Bây giờ mày, đúng rồi thả tim. Thôi không có thả tim bé bé này, thả tim bự bự này. Thả bự vậy á? Đúng rồi, thả tim bự. Bỏ xuống. Thả tim bự tôi chụp hình cho nó đẹp. Đúng rồi. Thế mình có feedback 5 sao rồi chứ. Đúng rồi. Đẹp vậy. Úi giời ơi. Xong rồi anh. Thế có phải nhanh không? Từ đầu anh mà như vậy là mọi thứ nó xong nãy giờ rồi. Ký nhận giùm em với. Đấy. Ký một cái là xong luôn nhá. Dạ em cảm ơn. Anh đi luôn ạ? Trời ơi, đã thế này là em đặt hàng anh này dài ấy nhá. Trời ơi, trái đất hình tròn chạy làm sao mà thoát em được cơ chứ. 15 phút sau. Còn cái chặt cái mẹ sao mày đánh con vậy? Còn nói nữa mẹ. Mê trai đâu phải cái tội đâu, ngày xưa mày cũng mê trai vậy mà. Nói gì đó hả? Bây giờ lòi ra thêm cái tội mê trai nữa ha. Ủa không phải mẹ đánh con vì cái tội mê trai hả? Mẹ đánh con á là tại vì con dám lấy tiền của mẹ đi đặt hàng online. Rồi, bây giờ tội chồng tội. Tao đánh mày gấp đôi nghe chưa? Mẹ đánh mày gấp đôi. Ủa này mọi người sao vậy? Phát bài ra điểm thấp quá hả? Lại còn nói nữa. Tôi đây này, sai có một dấu phẩy thôi. Thế mà đi hết luôn cả câu. Tôi không biết phải về đối diện bố mẹ tôi như nào cơ đây. Thì ráng gỡ bài sau được mà. Mà được nhiêu? Được có 9 điểm rưỡi à. Tao giặt vô trong mã mày nha. Mày mà nói cái câu đó trước mặt mẹ tao á, tao chôn mày luôn á. Rồi ông được nhiêu thử? 4 rưỡi. Khổ nổ qua tới giờ hả? Học tới 3 giờ sáng. Tặng hôm nay lên 4 rưỡi. Ôi trời ơi. Thuận thức đến 3 giờ sáng á. Này, từ bé giờ tao chơi mày chưa giờ tao thấy mày thức khuya đến thế đâu. Thế học từ mấy giờ mà 3 giờ sáng mới ngủ đấy? 2 giờ 50. 2 giờ 50? 2 giờ 50 mà mày to mồm à? À thế còn Hoa, bà được bao điểm đấy? Nhìn mặt này chắc là cũng không khả quan lắm.
Nhìn mặt nó là đủ biết rồi. Con này bây giờ nó chỉ lo tới cái chuyện mà nó bị loại khỏi đội bóng rổ gì của nó thôi. Chứ hả, điểm số gì tầm này. Ủa, vậy là người ta từ chối đơn vô đội của bà rồi hả? Bà có thể giải thích cho tôi cái lý do tại sao với một cái con người mà nhiều tài năng như thế này mà lại bị từ chối được không? Tao cười lần hai. Em ơi, em sống từng này tuổi rồi, em phải biết được là cái chiều cao của em mới nằm ở cái mức thượng thừa nào chứ, em hiểu không? Sao em liếc gì? Này Hoa này, tôi bảo ấy, bà không phải quan tâm đâu. Ngoài bóng rổ ra ấy, thì trên xã hội này có rất nhiều các loại bóng khác để cho bà chơi. Ví dụ như là bóng bàn này, bóng bầu dục này, bóng chuyền, hay thậm chí là bóng bay cũng có thể để cho bà chơi nữa. Nên là không phải buồn nhá. Hey, chơi gì vậy? Cho tôi ăn chơi với. Em chào hai anh Desi. Mẹ em dặn là không được chơi với người lạ. Hai anh là ai đấy ạ? Nếu mà tụi bay đã thành tâm muốn biết thì tụi này cũng sẵn lòng trả lời. Để phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới. Mày điên hả? Điên chưa? Hai anh ơi, anh bình tĩnh ạ. Có gì thì mình nói chuyện nhá. Tụi em rất là thiện chí thôi. Tụi em vì hòa bình mà. Thiện chí hả mày? Giả bộ mày câu giờ đợi người tới cứu hay gì? À, không, 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 không. Im, tạo nét nữa là cho tét cái não luôn. Nghe cho mày. Dạ. Biết điều là tốt. Nhìn tụi bay thấy có ăn có học, đúng không? Có khác á. Mà nè, thấy mày cũng sáng láng, mày học chắc làm bài được điểm cao đúng không? Ôi xế nãy anh phát bài kiểm tra đứa nào cũng điểm thấp trơn, có thằng này điểm cao nhất nè anh. Anh dám bên trường mà. Bớt xàm, bớt tào lao rồi cho tao đi. Tập trung vào chuyên môn nè. Còn bao nhiêu tiền? Móc ra hết. Nhớ anh, chờ xíu, chờ xíu. Chờ xíu một phút. Ê, buổi trưa nét tao thiếu mày 50 cho tao trả với nhau hết nợ nha. Ê, cái gì đấy, thôi. Sao hôm trước gửi xe mày không giả tao, bây giờ giả làm gì? Mà tiền của tao không trả hay nào kẻ cha tao nè. Cầm tiền của tao, tao muốn đâu. Mày có thể được. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Trời ơi, chưa thấy cái tụi đồng bị cướp mà giỡn mặt như vậy luôn á. Giờ mày có đưa không mày bảo? Em đưa tiền, em đưa tiền ngay. Đưa tiền đi. Lẹ lên. Thấy chưa, tụi mày phải biết điều như con nhỏ này là sống lâu nè. Lẹ đi, tụi anh còn đi làm ăn. Cái con lùn này sao mày lè mè quá vậy? Mày nhìn ai con lùn? Mày nói ai lùn? Hả? Tuổi trẻ chưa trả sự đời, thương cho hai số phận. Chắc sáng nay bước chân trái ra ngoài cửa đấy. Đen đấy. Hãy đăng ký trở thành hội viên để nhận được những đặc quyền hấp dẫn dành cho fan cứng trên kênh La La School. Mày nghĩ mày giành được con tôm đó à? Nhờ cũ em. Vô. 1, 2, 3. Ba. 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 Mẹ. Mẹ ơi. Đóng. Đóng. Mày đừng có chơi xấu như đó nha. Tao không hít. À. Thấy chưa? Nhìn mày vậy. Lâu rồi cũng không đông. Tâm ơi. Mẹ. Không mà cũng ồn nữa. Cái thân á làm anh mong nhường cho em. Còn em nữa. Ăn quá chị ăn mà có mập đâu mà cũng dành. Thôi. Bây giờ á mẹ có một chuyện đi ra ngoài, hai đứa ở nhà rửa chén rồi lau nhà đi. Mẹ về nhà mà chén dĩa nhà cửa còn quằn quện là mẹ cho người hai đứa quằn quện giống như vậy nha. Tại mày hết á. Mày rửa chén tao luôn nha.
Tao lau nhà mày rửa chén. Mày đừng có giỡn cái thối mà ra lệnh cho tao, tao là anh mày. Mày là anh nên là mày phải nhường tao chứ. Mày dám. Móc rồi, mất mày luôn, móc luôn mày. Bây giờ nha, mặt số là mày rửa chén, mặt hình là tao rửa chén. Chơi luôn. Chơi. Rồi, bây giờ đứa nào đập bỡ trứng gà thì đứa đó rửa chén. Ok luôn. Vô. Rồi. Ui. Cala cala. Rửa chén nè. Mày. Ơ, à, không có chơi xấu đi nha. Nhà vui vẻ nha anh cho. Mày đứng lại đâu. Mày đứng lại cái con này. Cha sinh mẹ đẻ ra mặt tôi á, đặt tâm hình ra bố nè. Yêu ơi cũng được, nhưng phải yêu anh. Gái, có hình anh hai mới đăng đẹp em. Trời ơi, em. Đẹp quá. Ê con này, có hình nó mới đăng đẹp. Bỏ cái tay này. Mày nhớ cái mặt của mày đó. Điện thoại của người ta. Chắc là cha đưa ta. Không người ta mà không like thôi. Dạ, bà có đăng cái gì đâu mà tôi like. Phải đăng cái gì thì mới like được chứ. Nhưng mà phải thích mới like chứ. Tôi là tôi phải thích lắm mới tôi mới like đấy. Thì tôi là người đơn giản. Cái gì đẹp thì tôi like thôi. Mà bình thường bà cũng like mấy cái ông Hàn Quốc Hàn Sẻng gì đấy còn gì nữa. Thôi, nói nhiều làm cái gì. Nói đúng rồi. Mày toàn đăng ba cái bài viết rồi mày share ba cái tàu lao không mày kêu ai chia sẻ lại cho mày được. Coi hình gái người ta kìa, nuột nà trắng trẻo vậy là thương là đúng rồi. Cái gu của ông là nó như thế này hả? Nói chung là bây giờ bà đăng ảnh đi. Bà đăng ảnh đi thì tôi sẽ thả tim thả xuống thương cho bà là được cái gì? Thả đâu? Thả. Tao chắc chắn tao sẽ không làm như vậy. Tao đập cái đầu nha. Thảo cái mình hình tao này con. Block luôn. Ủa rồi, tao nói gì mày có hiểu không? Mày có hiểu không mà cái mặt của mày cứ đực ra rồi mày ngáp không vậy? Rồi mày kêu tao qua đây làm cái gì? Tao đang ngủ tao mệt gần chết. Mày đừng có nói là qua đây chỉ để chụp hình cho mày nha. Con mày sao á? Giúp bạn bè đi. Ê, đúng là ba đồ gái xúc chụp chẹt. Ông ở đâu mà xuất hiện ra đây xong cái mặt nhìn ngáo ngáo vậy? Tao nói cho mày biết,
Tao vừa mới thấy và nhìn và ngắm được một thứ rất là đẹp trong gương. Cái gì? Thấy tao. Trời ơi. Nút giờ mới ăn tô bánh canh tao muốn. Thôi, tao dán đi tao chụp hình kể. Cái bắt cá. Trời nó xấu, tụi con em trời ơi. Rất đẹp nha, rất đẹp. Đẹp không? Đẹp lắm đúng không? Cũng được á. Chắc chắn là đẹp nha. Cái tấm hình nó xấu gì mà nó kêu cũng được, không hiểu làm sao luôn á. Nè nè, có phải tao trong miệng không? Cái máy mình sao á? Máy cũng ok mà, sao vậy? Nhưng mà mày chụp xấu quá vậy. Tao nói tao sợ mày buồn, thấy nặng chà bá không? Đẹp gì nổi. Nè, đây nhìn, nhìn. Tao chứng minh cho mày thấy. Đây. Nhìn anh mày nè. Đó, tao dán đi thật, ok. Trời ơi, đổi dán luôn. Đổi dán luôn. Rồi đó, mày nhìn con nhà người ta làm ơn. Cái dáng mày sao mà đẹp. Mày nhìn hình. Đã nhận ra chân lý chưa? Chắc chắn là cái máy mày mê trai. Nó mê trai y chang cái tính nết của mày luôn Ly à. Y xì luôn. No. Cái mặt rộng gấp đôi mặt tao mà. Ok, cười tươi nè. Smile, yeah. Ok, đổi. Thôi mày coi cái mặt. Ê Ly, tao nói nghiêm túc nha. Ừ. Máy mày có vấn đề đúng không? Không, tao thấy tấm này cũng được mày, lướt qua nè. Giờ cái tấm này mình đăng cáp gì thì hay vậy? Đưa đây, tao đăng giùm cho. Đi về chỗ. Tao bấm đăng nha. Đi về chỗ, đứng lên hai con. Tao đang có súng nha, tụi đây là tội phạm nha. Tao bấm à. Mày bấm là tao bấm mày à. Mày thử bấm tao coi. Bây giờ làm theo ý tao. Hai đứa thuộc dầu. Ủa mất gì tao thuộc dầu hình đó mà. Bây giờ mày có bị bại mày không? Một chút. Một, hai, ba, thuộc. Ok. Vì tụi bay khá chịu khó tao quyết định tao đăng. Trả lại mày. Chết rồi. Thôi xong. Thì hôm nay trời tối, ngày mai trời đã sáng. Sau cơn mưa luôn có cầu vồng mà đúng không em gái? Sau cơn mưa luôn có cầu vồng. Nhưng mà mày không có thấy cái cầu vồng đâu. Cái mùi này. Em gái ơi, em đâu rồi? Cái mùi này. Hòa ơi! Hòa! Cái gì vậy? Cái nhà sao mà kêu to vậy? Em còn sống sao? Ừ. Cái mùi này, anh cứ tưởng em măng quá. Em chết trong cái xó nào rồi chứ? Không tin là tôi giết ra mua không hả? Cái gì vậy trời? Ông biết là trong cái nhà này cái mùi mà hôi nhất là cái gì không? Là cái nách của ông đấy. Mày nói vậy là cái mùi này là... Đúng rồi. Sầu riêng ri sáu hồi sáng mày mới mua sầu ngọt ơi là ngon, ngọt ơi là ngon. Thôi. Trời ơi nó ngon. Ngon. Thơm ơi, thơm này. Thơm ơi. Mày đi đây. Ngon này mày biết ăn. Ôi quá. Anh thôi. Gì vậy? Cái gì vậy vậy? Con nhìn miếng sầu riêng y chang mày vậy á. Toàn y chang nhau vậy á. Sao? Thôi đi, đừng có không ăn được. Sao mày ngồi đó ghen ăn tức ở rồi gato. Cái thứ mà kém đẳng cấp như ông ấy thì sao mà ăn được mấy cái thứ này cơ chứ? Thì mày ăn hết đi, tao đâu có dành với mày đâu. Ừ. Ê, mà trước có ai tới đứng trước nhà kìa, mày ra coi thử coi. Thì ai đâu? Đi ra ngoài coi collect nữa. Về mà mất đồ là mẹ đánh đòn mày đó. Mẹ không có ăn của ta đâu á. Trời cũng thèm. Đếm hả? Đi lẹ lên ta đứng ngoài kìa. 5, 6. Kìa. Tưng. Mày giờ hơi đúng không? Có ai đâu, có ai ngoài đó đâu. Thì chắc chỗ này mắt tao kém, tao nhìn lộn. Ăn đi. Ủa? Sao tự nhiên có ly nước ở đây vậy? Thì mày cứ ăn đi rồi mày biết à. Lát nữa mày sẽ cần nước. Ăn
ra lẹ đi kìa. Chết. Coca nước tương. Ủa sao nãy á mày nói là mày không sợ gì mà khi mày cũng ăn được mà. Mày ăn đi, mày ăn đi. Tết mẹ. Ê mày làm cái gì, mày làm cái gì? Ê em lấy cho anh đi chứ. Ê sao ra. Ê không giật nè, đứng lại nè. Mày ở lại trời ơi. Lần sau mà mày còn như vậy nữa là lần sau kiên kết bằng cái này luôn nha. Cản lại sao mà để cho qua người thế chứ. Wow! Bố, đội của mình vào rồi kìa bố. Vào đâu mà vào, đội bố người bị vào đấy. Con này. Sao mà khó hiểu thế nhở? Ôi giời ơi, đã đắm kiểu chi. Bố uống nước. Thế, hôm nay không có việc gì làm à? Sao ngồi đây, qua đá bóng với bố thế? Chuyện là, chủ nhật này con có đi sinh nhật cái Mai á bố. Đi chơi vui vẻ. Nhớ về sớm nha, không mẹ la đấy. Nhưng mà con chưa có quà tặng nó. Quà cáp gì? Thì tiền tiêu vặt mẹ cho hàng tháng đâu. Lấy một mua quà cho bạn. Mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều quá ấy. Xong rồi cái mới cho cái con xài hết luôn. Ôi giời ơi cái con này. Này, bố nói cho con biết nha. Xem lại cách chi tiêu nha. Hơi bị phung phí rồi đấy. Sút đi. Thế em không sút. Anh ơi, cái sông anh nói anh quét từ hôm qua tới giờ rồi đó nha. Bụi mù hết trơn á. Vâng, ra liền. Hoàng. Bố đổi ý rồi à? Không, bố bảo này. Dạ. Hay là con ra quét sân hộ bố nha. Tí nữa bố cho tiền đi sinh nhật. Thế nào? Bố cho con bao nhiêu? Nhiều đấy. Nhiều. Này, không được nói mẹ nha. Thật sự thì cái này nó cũng nhiều đấy. Nhưng mà cái sân nhà mình nó to quá bố ạ. Mà con thì cứ chút xét. Một chút nữa thôi. Con một chút nữa thôi. Này. Hình như đống chén bố chưa rửa đúng không? Bây giờ nhá, bố nấc thêm đống chén trong kia. Một tờ nữa thôi. Anh thôi, con đi. Đấy nhá, chiều vọng. Ok bố, chấp nhận. Này, nhận tiền rồi, nhớ làm đấy nha. Chuyển đi, xuất vào rồi, vô, vào rồi, thế chứ. Bố, con dọn xong hết rồi đấy. Xong à? Con gái vô giỏi thế. Tiền con. Tiền gì? Tiền thương lượng này. Rồi con đi. Lúc nãy con lấy hết tiền của bố rồi còn gì? Ngáo à? Thì có tiền cái khỏe hẳn. Ui giời. Không tiền nước nhà 1, 3, 4 chị ơi. Thôi đợi chút anh ơi. Anh, nãy em đưa tiền cho anh á, ra đóng tiền điện tiền nước cho anh ta kìa. Nhanh lên cho em đi ngày khác nữa chị ơi. Rồi đợi tí. Ủa sao chưa đóng cho anh ta nữa ngồi đó vậy? Tiền
con gái rồi mà nó không ra đóng, nó cứ ngồi đây hoài. Bố ra đóng ta đợi kìa. Đâu, bố đâu có đưa con đâu. Ủa, con này, tiền bố vừa đưa cho con xong 300k. Ôi giời. Tiền bố cho con mà. Cho cái gì? Đóng không? Mỏi tay mỏi chân quá nè. Đây, đây. Để tôi đi đóng cho lẹ. Bố phải trả con, không hiểu. Thôi hoài. Má. Gì? Tiền con. Tiền con gì? Tiền đó là tiền mẹ đưa, đóng tiền điện nước đây. Tiền của Ngọc Sơn đâu? Thì... thế nào? Một ngày mẹ cho bố có 50k, vừa đổ xăng vừa lấy xăng. Đâu ra mà nhiều thế? Kìa, con Ngọc Sơn cả một buổi sáng lận. Bố lừa con thấy con lấy tiền con đi sinh nhật. Thôi, thôi, thôi. Nghe bố này, để hôm nào bố có tiền bố bù lại nhá. Còn tiền sinh nhật con lên mượn đỡ Hưng Tuấn đi. Trời ơi, thằng cha này có bao giờ cho con mượn tiền đâu chứ. Mong đại sư huynh tha lỗi cho tiểu muội này. Muội hứa muội sẽ trả. Sẽ trả nếu có tiền. Không lẽ ông cũng nghèo như mình? À, mình nhớ là ông hay làm nhảm mấy cái câu gì mà chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Giờ đúng không? Ừ, nhớ rượu con Tùng luôn thay cho vui. Gì? Nó đâu có tiền hả? Tao cho mượn. Ok nha. Con Quậy, tao quên nói. À, tối nay mày rủ luôn team của con Dương lớp kế bên qua đánh luôn. Nó đâu có tiền nữa hả? Tao lại cho mượn. Ê, giàu gì đâu mày ơi. Tao mới lấy tiền của em gái tao á. Mày nói đi. Nó cho tao mượn hả? Làm gì có chuyện đó. Tao đạo chích cái ống heo của nó đó. Ừ, mày yên tâm, nó không có biết đâu. Tao nói cho mày biết, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Tháng sau á, mẹ tao phát tiền, tao trả lại cho nó. Ừ, nhưng mà nếu lúc đó còn tiền. Ok. Ha, vậy nha, rồi, tối gặp. Trời ơi, hồi sao cái ông heo nằm trong mẹ hơn hẳn mà. Cái gì vậy? Mày yêu quái gặp vườn hả? Mày. Mày làm cái gì giống gặp vườn của tao? Đi lên đây đó chị. Đi lên đây. Mày làm gì vô phòng tao? Mày. Ai cho mày dám lấy tiền của tao hả? À, hả? Thì ra mày dám vô phòng của tao lục lọi khi chưa được sự cho phép của tao đúng không? À, vừa ăn cắp mà còn vừa la làng hả? Tao mà không ở đây thì sao mà có nghĩa là mày ăn trộm cái heo của tao hả? Cái gì? Tao không có ăn cắp. Hả? Anh đâu? Tao chỉ mượn một xíu thôi, tóc tao mới vô. Ôi trời ơi. Hãy đăng ký trở thành hội viên để nhận được những đặc quyền hấp dẫn dành cho fan cứng trên kênh Lala School. Ui. Mày nghĩ mày là con trai rồi tao thua mày hả? Mày nghĩ sao mày thuận? Mày ngon mày đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Mày đỡ mày thua tao đi. Mày đỡ mày thua tao đi. Mày không thể bé nhỏ đây. Nè tao nói nha. Bây giờ chương trình của mày chiếu lại, nó
coi tháp trên điện thoại rồi mà lên trên kia mày coi đi. Mày làm ơn mày nhường cho tao coi đi mà hôm nay nó mới phá. Sao tao phải nhường cho mày coi? Mày lấy dám ra điện thoại tao coi tim mày. Chị Hoa ơi, có nhà không? Ra ngân hàng à? Con này ra ngân hàng à? Mày liệu hồn tao à? Vậy? Tao không biết nữa. Ngoài tao nghe kêu cái tu ra không thấy ai hết trơn, thấy tao uống cục hàng à. Chắc ai thích mày hay gì gửi tặng á. Cẩn thận, có bom. Bà à, bà chương trình quỷ yêu này nó xạo quá. Không phải đâu, mấy cái này mà bơm gì. Đừng lo, mấy cái Mỹ hay làm quá đó. Anh thử nghĩ đi. Trên cái thùng hàng đó không có ghi thông tin người gửi và người nhận. Vậy tại sao người ta biết được địa chỉ nhà và thông tin của anh? Vậy chắc chắn người ta đã nhắm tới anh rồi. Quả bom sẽ bắt nổ sau 5 phút. Còn gì muốn nói thì hãy nói đi. Cho dù có chạy thì cũng không thoát khỏi vụ nổ đâu. Bà chết tôi đi, cái bom đường ra cái lò. Bà chắc là con. Ba cái mày chết rồi. Bà chết. Thiệt với em, con heo của em là do anh lấy á, tiền xả hết trơn rồi, anh trả lại cho em nè. Tôi nhớ mày quá. Thực ra thì em cũng đoán được rồi. Anh nhớ con Lego của anh bị mất không? Em lấy á, nó chỉ còn lại mỗi tầng này thông tin của nó thôi. Không ấy nhớ ra đó rồi có gì ngắm nó nha. Thôi thật ra anh cũng biết là em lấy con Lego của anh rồi. Nhưng là anh lấy hết của anh mình làm cái gút của em á. Anh đi bán hết. Mấy kia bán hết rồi. Còn cái này chưa bán kịp giờ anh trả lại em nè. Giữ là kỷ niệm với em gái. Trời ơi. Bây giờ mình cũng gần chết rồi. Mình chết mình đâu có đem theo được gì đâu đúng không? Nhưng mà cái cục thức này cũng không mang theo được. Gần chết rồi mà còn bị thương. Gọi cho mẹ đi. Alo, mẹ hả? Mẹ ơi, giờ con nói cái này, mẹ phải bình tĩnh mẹ nghe nha. Chuyện là đợt rồi con với anh hai kiểm tra bị đứng chót lớp, mà hai đứa con lỡ chót giải sửa bảng điểm để được tiền thưởng của mẹ á. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con gửi lời xin lỗi ba. Vì chuyện tụi con đã nói chuyện là ba có quỷ đen với mẹ, bán thông tin cho mẹ. Ba thông cảm tụi con, tại tụi con quẩn quá, thiếu tiền. Nên là tụi con mới phải làm vậy.
mùng 1 với lại rằm ba nhớ cúng cơm tụi con, đừng để tụi con nhịn đói với ba. Con biết là con với anh hai có nhiều lỗi lắm, bố mẹ tha lỗi cho bọn con nha. Nếu có kiếp sau bọn con vẫn mong được làm con của bố mẹ. Cái gì? Hai đứa nói cái gì tùm lum tùm la, mẹ nghe không có được vậy á. Ở nhà đi, bố với mẹ đang về đó nha. Mẹ ơi, mẹ đừng có về. Bây giờ nhà đang nguy hiểm lắm mẹ ơi, để một mình tụi con chết được rồi. Mẹ đừng có về mẹ ơi. Mẹ tắt máy mà. Còn 20 giây nữa thôi. Thế nổi, em sợ quá à. Lỡ em làm nhiều việc xấu quá, rồi cái em xuống dưới em bị xuống tầng địa ngục gì đó sao? Em đừng có lo, anh hai sẽ bảo vệ em. 5 4 3 2 1. Bữa nay là địa ngục hả? Có đâu, còn nhà mà. Ồ, nhà mà. Sao chưa nổ ta? Ủa? Vậy không lẽ này bơm dởm? Cái gì trong đó nhỉ? Không biết. Á trời, wow. Sao không bảo là bom? Thì tao đâu có biết đâu, tao coi trên TV nó kêu vậy. Ủa chứ lúc đầu mày cũng tin mà, chứ sao mày hỏi tao làm gì? Bây giờ thử coi bảo bom cái ông có sợ không, tôi cũng sợ thôi. À, nhờ vậy thì mới lộ ra được cái vụ mà ông đéo mang trộm album của tôi đi bán. Ông đáng sống mẹ. Ê, nó đừng nô, tao nói cho mày biết nha. Rồi còn cái vụ mày lấy con Lego yêu quý của tao mày để bán mày để tiền xài sao? Mày không tính là con kia. Ủa, ai bảo mày lấy ống heo của tao? Ai bảo mày lấy tiền ống heo của tao? Cái này, lần này thì mày chắc tao. Cái này là đứa rộng quá lỗ tai trong tay nha. Mày. Ai nói vô sửa điểm gà mẹ đi ra. Mẹ. Này, hay nhỉ. Dám bán đứng bố. Bán thông tin bố có quỷ đen cho mẹ. Cà bom này to. Bà đây. Dạ, ông chào cô. Chào cho cô. Con chào mẹ. Ủa, mẹ đâu á? Đúng vậy. Ta nói là có người ngoài là kêu bằng chị cho nó trẻ, không có kêu bằng mẹ. Hai con chào lại. Dạ, con chào chị. Ngoan. À, mà nhớ nè, mấy con ở nhà chơi á thì nghe lời chị giữ im lặng nha. Nói chung là không nói chuyện luôn, càng tốt mình hành động thôi, mình đừng có dùng lời nói. Hàng xóm qua mắng vốn nghe chưa, ồn không có thích. Chị là chị thích nhỏ nhẹ ha, không có thích lớn tiếng vậy nha. À, taxi. Đợi taxi. Trời ơi, cái nết mẹ tôi nó đang yêu quá. Ủa mà tao thắc mắc nha, mày với ông Thuận là hai anh em ruột mà còn là sinh đôi nữa, mà mắc gì đứa nói giọng nam đứa nói giọng bắc? Thì có cái gì đâu mà khó hiểu. Bây giờ nha, tao phân tích cho mày hiểu. Mẹ tao nói giọng gì? Nam. Người ba tao nói giọng gì? Giọng bác. Đó. Trời ơi, có gì đâu mà khó hiểu. Thì đó, đứa giống bố, đứa giống mẹ. Sao? Hèn gì. Hai anh em tụi mày như chó với mèo gì á. Tới cái tiếng nói còn không giống nhau nữa, không gì tính cách. Trời ơi, ai thèm giống tính cách với nó. Từ. Đừng có nói chuyện, hai anh em tao mệt lắm. Bây giờ, đi về nghe nhẹ, thật qua đây chơi. Ok. Bye bye. Đợi nha. Đi nhanh nha. Ok. Đợi đây. Mày lo mày thay đồ cặp đi kìa. Chào cái gì? Tao thay hay không quan gì tới mày à? Không nhìn đâu. Nào, chia bài. Tất cả mọi người nhìn bài của mình đi, không được để cho người khác xem nhá. Giấu kỹ vào. Đấy, thằng này vẫn đi được đây này. Xong chưa? Xong rồi thì đêm đầu tiên cả làng đi ngủ. Nhắm mắt nhá, không tí hí nhá.
cả làng thức dậy. Dạ dạ. Đây cơ mà. Hả? Là chơi ma sói mà bạn ngủ được à? Đêm qua mải luyện game. Đấy, mọi người, bây giờ mọi người có 3 phút để tìm xem ai là sói. 3 phút, bắt đầu. Đây, tao xin lấy cái tấm thân trinh trắng này ra để thề rằng tao không phải là sói. Chưa ai nói gì giấu đầu lòi đuôi, mi chỉ là sói. Ông có giỏi thì ông tự nhận là sói đi. Nhìn như nhìn. Chứ đâu có ai mà hả ăn cắp ăn trộm mà dám nhận đâu. Đúng rồi, nói rất chí phải. Nãy giờ tao chỉ nói đùa thôi, thật chất ra con này không phải sói. Tao đã dùng đầu minh mẫn cùng với con mắt sắc lẹm của tao để đưa ra một kết luận. Mày, con Hòa, mày chính là sói. Nghe được cười. Mày có biết là tao đã đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi không? Nói tao là sói á. Tao là tiên tri nè. Tao tiên tri ra mày là sói đó Thuận ạ. No, 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 no. Mày không phải là tiên tri được. Bởi vì tiên tri chính là tao. Tiên tri là mày á? Thế mày giải thích giúp tao là thế tại sao mày là tiên tri mà mày lại nói con Ly là sói? Thì thì đấy, mày đã thấy được cái sự giấu đầu lòi đuôi của mình chưa? Với lại tao chắc chắn thêm một điều nữa là mấy cái đứa ở dơ như mày á thì thường là sói. Đúng rồi, những đứa ở dơ như tao là sói á, những đứa mà mê trai như mày á cũng như là sói mê cù. Mày chắc chắn là mấy cái đứa này chơi gì mà cãi nhau to thế? Không biết mẹ đang ngủ trong phòng à? Bây giờ đếm từ 1 đến 3, chúng ta sẽ chỉ tay vào người và chúng ta nghĩ đấy là sói. 1 2 3. Không, cháu nó quản chó. Ôi giời ơi, hai cái đứa này làm gì thế? Chúng mày thấy bố già rồi, anh Hiếp bố à? Bố không phải là sói, vất lại đi, vất cái kinh. Bố chơi thế thì ra đầu hỏi em chơi mấy đứa nhỏ luôn đi. Chú người lớn mà chú làm thế là không được. Không cho ai ngủ nghe cái gì hết vậy hả? Còn không nữa, già đầu hùa theo mấy đứa nhỏ là sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà chơi mấy cái trò này? Cả làng thức dậy. Này, ván này có chơi đàng hoàng nha. Bố cũng phải là sói đâu đấy. Ê, con nít nói người lớn là sói. Hổn, không được. Thời gian rồi mọi người ơi, vote đi, vote đi, vote đi nào. 1 2 3 vote. Ê, tao vừa nhớ ra một chuyện. Mai ấy là sinh nhật mày. Rồi sao? Thế thì ước gì có một ai đó tặng mình một món quà sinh nhật vào ngày sinh nhật được không ta? Thì hay là mai mình viết thiệp cho bạn nhá. Trời ơi, nói chuyện với hai thằng này yêu nhau quá trời. Thiệp nó tính nổi tiếng ra nè. Trời ơi. Từ từ. Sinh nhật này là sinh nhật lần thứ 16 của mày. Có nghĩa là sao? Là mày 16 tuổi rồi. Thế tại sao 16 tuổi rồi mà chưa có bồ? Thì đó, nói chứ hồi đi học mẫu giáo á, tao được nắm tay ba em đó con. Mày bớt khoe những cái trò trẻ con của mày đi. Nắm tay ấy, thì ai chẳng nắm tay được. Cũng cùng với hồi mẫu giáo như mày ấy, chính tao đây này,
chính tao đã được gái đút cơm cho ăn mà lại còn xì mũi cho tao cơ. Ê, thấy không, toàn những cái thói quen của những người vương giả. Dơ giấy bẩn thỉu, họ đi học tao được, tụi nó thay quần cho tao nữa nè. Cái lý do thay quần là gì? Là mày ị đun. Ngài nhớ ra đi. Trời ơi, thế mà cũng khoe. Ôi dồi ôi. Thì đó mà thôi, tự nhiên hai đàn con trai ngồi hơn thua thi đua với nhau ba cái gì đâu không. Nhưng mà mày nên nhớ cho tao nha, cái lý do mà tao ép ai á, cái công của mày góp sức á không có ít đâu. Mày nói cái gì đấy? Tao liên quan gì đến cái việc mày ép ấy? À, không đi quay đúng không? Mày nhớ lại đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Có gì vậy? Cần tôi giúp không? Cái nón của tôi bị bay lên cây rồi đó. Ông lấy xuống giúp tôi được không? Trời, chuyện nhỏ để tôi. Bây giờ ấy, thời đại nào rồi, cái gì không làm được là mình phải dùng công cụ ngay. À, mu đây, chật chật. Mình lên rồi đi tập thể dục. Cảm ơn nha. Giờ tôi có chuyện phải đi á. À, cho tôi xin Facebook để cảm ơn đi. Facebook hả? Chả, chuyện nhỏ. Facebook của tôi là... Facebook ạ? À? Mày có tôi cũng dùng Facebook. À, dì ăn Facebook nhau nhá, còn dù đi cà phê. Facebook gì đó? Tôi quên mất. Bà ngoại tôi chơi Facebook á, bị người ta lừa tình rồi nên là giờ tôi bị cấm chơi rồi á. Xin lỗi nha. Bye bye. Bye. Đây. Con nhỏ này nó bị làm sao đấy? À mà không, cái người làm sao ấy là phải là bà nó. Ra rồi lại còn chat chít với người trên mạng. Ui dồi, bao nhiêu vụ ở trên mạng để không xem lại đi chat chứ. Trời ơi, thế. Mày hay quá ha. Tao nghĩ mày nên bỏ cái tính tài lanh của mày đây. Đấy. Đó. Giờ nhớ lại thì thấy mình cũng hơi vô duyên thật. Nhưng mà ấy, nó cũng không phải là lỗi của tao. Các cụ đã nói rồi, cái duyên, cái số ấy thì ắt là nó sẽ vô lấy nhau. Mà với cái trường hợp của mày ấy, nó không vô lấy nhau thì thôi. Trách ai? Trách mày chứ trách ai nữa. Mày nói ra cái miệng của mày, nói ra những câu như vậy mà mày không thấy lương tâm mày bị cắn rứt hả? Hà Phước? Rõ ràng là thế mà. Bây giờ mình nhớ lại thêm tiếp nè. Cô tê. Ôi. Lại là bạn. Hả? Là bạn đó hả? Ủa mà bạn đi đâu đây? Tôi đang bị lạc đường, tôi đang kiếm đường tới nhà dì Bảy. Nhà dì Bảy hả? Ủa mà bạn là gì dì Bảy? Tôi là cháu. À, hay á, tôi cũng là cháu của dì Bảy nè. Mà là cháu xã hội. Trời, tôi hay qua đó mua đồ dì Bảy lắm. Sao bạn đang tìm đường hả? Để tôi dẫn bạn đi cho. Đúng rồi đó, bạn dắt tôi đi đi, tại vì bạn chỉ tôi cũng không biết đâu. Anh và bạn là vừa may tôi cũng định qua đó mua mua mấy thứ linh tinh á. Đi ha, đi. Ê, qua bên dì Bảy đúng không? Qua bên dì Bảy thì để tao đi với. Này, đang định qua dì Bảy để mua cái thuốc trị hôi chân. Thôi chịu chậm, mấy hôm mưa quá chân nó cứ bị hôi về, mẹ tao cứ chửi suốt cả ngày ấy. Đi qua đấy đi. Đi. Bé bé cái mồm thôi. Cái chân mày hôi á, cả năm mai cũng biết hết trơn á, chứ không có riêng mùa nào á. Còn hả, cái chuyện mua thuốc á thì mày đếm mua xong mình tới đây làm chi tay sự đúng đấy hả? Thì vấn đề là cái chân tao nó hôi về mẹ tao chửi. Mày có ngửi được đâu, bây giờ này mày ngửi chửi à? Tôi chợt nhớ ra là tôi phải qua nhà chú Chính trước khi qua nhà dì Bảy rồi. Tôi đi trước nha. Qua nhà chú Chính. Qua nhà chú Chính thì lại càng chuẩn bài. Sao chú Chính mua thuốc ghẻ đúng không? Thật nhá, riêng về khoản thuốc ghẻ thì ông Chính là đỉnh nhất cái Sài Gòn này rồi. Không đi đâu xa thằng ai đây này. Lần trước nó bị cái cục ghẻ như này. À không phải như này à. Mà qua ông Chính nó bôi bột phát hết luôn. Này, riêng về thuốc ghẻ nhá, ông Chính là đỉnh nhất cái Sài Gòn này luôn. Ta
tao nói lần cuối á, tao nghĩ là mày nên bớt cái thói vô duyên của mày lại. Còn bây giờ mày qua ông chính á, mày đã thuốc khẽ, mày bôi vô cái miệng của mày cho mày bớt nói lại đi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Mày nghĩ đó là đỉnh cao của sự vô duyên của mày rồi hả? No, 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 no. Mày hãy nhớ thêm đi. 8 Hết 9 Ơ, ơ chết rồi. Nãy giờ mình chơi mà mình quên mất là mình chưa có nước ngọt để uống. À, thôi để bây giờ tôi chạy ra 6, tôi lấy vài chai nước ngọt. Mọi người đợi một xíu nha. Không coi bài nha. Quýt lên em gái. Không coi bài đó. Đi đi em. Trái đất tròn ghê. Tôi cũng không ngờ ông mẹ là anh trai của Hòa. Tôi cũng không ngờ bà là bạn thân thất lạc từ nhỏ của Hòa. Trời, hôm nay thú vị ghê ha. Gặp nhau trong tình cảnh này. Thế thì bây giờ 3, 4, 5, 6, 7, bà có đánh rơi nhịp nào không? Tôi không có đánh rơi nhịp nào hết á. Bà bạn tốt. Tiếp đi. Bà nghĩ sao nếu như tôi thắng trận này và tôi sẽ trở thành người yêu của bà? Điều ngon chút đó. Thế thì một đôi già. Bỏ. Một đôi xì. Bỏ luôn. Bỏ cái gì mà bỏ? Ơ kìa, ai trên tay cũng biết đánh à? Đây đánh cái gì? Ôi trời ơi, đây. Đôi xì to hơn. Này, cái gì ăn được đôi xì? Đôi hai. Mày thì làm gì có hai? Bởi vì tao còn bài ở đây rồi. Thấy chưa, đánh bài nó dễ lắm. Bài to như thế này mà không biết đánh. Còn thằng này nữa, đánh bài anh em với nhau tung hoành bao nhiêu lâu rồi mà mày để thua con gái. Ngu. Ê, tao dậy rồi này. Kiến thức à, chơi bài tiếp đi. Nói thật, cái bộ môn này nó dễ lắm. Mọi người chỉ cần tập trung một chút à, trí tuệ vào là chơi được thôi. Hiểu không? Đấy. Nè, tôi chuẩn bị. Còn cái gì đâu mà không ra thua keo này, mình bày keo khác nhá. Tao chịu mày hết nổi rồi. Tới ngày hôm nay, qua ngày mai nó sinh nhật của tao rồi, tao phải giết mày để coi như là chấm dứt cái cuộc đời của tao. Thôi. Thôi. Hãy đăng ký trở thành hội viên để nhận được những đặc quyền hấp dẫn dành cho fan cứng trên kênh Lala School. Ui, thể loại gì vậy trời? Này này, tôi nói nhá, thề luôn ấy, ông không phải anh tôi á, tôi đuổi ra khỏi nhà lâu lắm rồi đấy. Mày mà nói em tao á, tao cũng tống khứ mày đi lâu rồi. Coi kìa, cái áo á thì mặc một tuần rồi, cái quần á thì cũng mặc đến tận 2 tuần. Mà cái quần trong ngoài thấy rồi mặc bao lâu rồi trời ơi. Bớt cảm đàm đi nha, tao có sạch là được. Gớm, sạch như ông ấy. Có quỷ không dám ở chung. Ui trời ơi, không những giật mình mà cái mùi hôi nó bốc lên. Ui trời, mình anh em mình gần gỗ xíu mày, có gì đâu. Sao trên cuộc đời này là cái loài nó thối thế nhờ. Trời ơi, cái mũi chắc là cả mấy ngày tới không ngửi được cái gì mất. Cổ nhà đồng. Alo, 5 phút nữa mày tới hả? Ok ok, tới đi nha, gọi tao. Ủa, sao 5 phút nữa ông Phước tới mà ông không nói tôi? Nên học hết công việc. Ui, không sao, ai kêu mê trai đẹp chi. Mày lấy đồ trang điểm của anh làm cái gì vậy? Làm chuyện. Yeah.
Hello. Cái gì vậy? Không phải ông Phước, hình như nhầm nhà hay sao ấy. Ai nói mày tao rủ ông Phước qua? Trời ơi, tôi là tôi đợi bạn sáng giờ đó, làm như thích cái nè. Hey bro. Hả? Em gái mày hả? Nó đó. Hai em. Mày kể đi. Con này có vấn đề về... Ôi, ô mà, mọi người chơi tụi anh luôn ha. Rồi, đó nè. 1, 2, 3. Chán quá, gái thử cái gái. Lấy cái này nè, ngoái ngoái xong cái mình thấy mình bung vô. Trời ơi, cái gì vậy? Mình bình thường, mình anh em à. Rồi, thử cái. Ra đi rồi bỏ, tủi tùng quá. Rồi em vô. Đỉnh quá cậu ơi, em lại phải vô hội của tụi anh liền. Thiệt sự là một cái là nhắm mắt cũng muốn được. Vui quá nè. Nhưng mà bây giờ là khi mà em muốn vô hội tụi anh liền phải qua một thủ tục, em biết làm gì đâu mà. Em này. Vô. Vô. Nhanh lên. Mình bỏ qua được không anh? Nhanh lên. Tao không? Để mãi bên nhau anh nha. Vô, vô bỏ Thảo. Ok ok, đợi xíu, đợi xíu. Theo tôi nè, theo tôi nè, để nó dắt mày đi. Ok. Đúng là cặp trời sinh phối hợp quá ý mà. Ai? Ai ăn bánh của tôi? Ai đúng không? Ai, 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 chị ăn bánh của tôi đúng không? Có đâu. Không có cái gì. Trời ơi, nhìn nghe này, nhìn nè, trời ơi, còn nguyên cái mảnh vụn của bánh ở trên miệng xong. Trời ơi. Thì bánh để đó, tưởng mời khách. Có biết gì đâu. Ôi, mày thôi đi. Có mấy miếng bánh là làm gì thế ớn. Ê, nó tấn công tôi kìa, cứu tôi ơi. Ok, để tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Cẩn thận, còn xíu máu à. Chị lũ, để ở nhà nó. Đang chơi game tự nhiên mất wifi. Nãy Thảo bức xúc quá, chắc ai dựa. Mình thường Thảo không bao giờ nói mấy lời như vậy. Thôi không có gì đâu, trời tôi nói thiệt chứ, nghe mấy cái lời đó từ miệng Thảo nó hay như thơ ca vậy. Thảo cứ nói đi, để thuận gì hết cho. Trời, thằng anh nhà tôi não nó bị uống nước hay gì mà mấy cái câu này mà nó kêu là hay trời. Wifi đến giờ này chắc là người ta lại đi sửa gì á. Nên là bây giờ thôi mình ngồi mình nghỉ ngơi đi. Mình uống miếng nước. Đó, uống miếng nước rồi lát mình có sức mình chơi tiếp. Sao hôm nay tự nhiên tốt bất chợt vậy em gái? Mày có bỏ thuốc vô để mày hại anh không đó? Uống không? Muốn uống nha. Thử đi. Chắc chết á. Thảo, uống nước đi. Uống nước là lát mình có sức mình chơi tiếp. Uống đi. Bà làm gì vậy? Thảo, có sao không? Ui, chết rồi. Trời ơi, tôi bất cẩn quá. Đây, để tao. Trời ơi, đưa đây. Lau đi. Đây, nè, Thảo. Tao lau đi. Đây. Ủa? Cái mặt của Thảo... Mặt tôi sao? Nó... Ôi, thôi chết rồi. Trời ơi. Khăn giấy này nhà sản xuất làm bị lỗi rồi. Phải, cái mặt của bạn đen nhẻm hết rồi kìa. Trời ơi. Không sao. Bây giờ đi vào nhà vệ sinh.
tôi mới mua cái lọ sữa rửa mặt mới, rửa một phát là sạch ngay, yên tâm. Nhanh lên, chỗ ơi con gái mà để mình xấu nha, đi nhanh lên. Ai con kia, mày bày ra trò này đúng không? Gì? Bày gì? Con bị điên á. Đi vô đây. Ôi ôi, cái gì mà thúi thế? Ôi. Gì con kia, mày làm la âm cái nhà ra vậy? Trời. Anh coi bạn của anh kìa, nói đi vô rửa cái mặt mà. Ui dồi ôi. Ra. Đấy, úi giời ơi. Ông có nghe thấy gì không? Đó. Nổ tung cái nhà vệ sinh ở trong đó rồi. Úi giời ơi. Bắn nó hòa trống luôn rồi. Ôi trời ơi, con gái, con đứa. Không phải tôi đâu. Tôi chỉ vô, tôi rửa mặt thôi à. Không sao. Mình là con người mà cái nhu cầu sinh lý không có bị gì hết đấy bà, không có gì phải ngại. Mỗi tội là người bình thường á thì người ta đi êm ái, còn bà thì nó ấy tí thôi mà, không sao. Không sao, qua nhà bạn chơi thì mình tém tém lại chút, cái miệng mình nó bớt ăn thì qua đây nó bớt mùi quá. Tôi đã nói không phải tôi rồi mà. Bạn nết hay quá. Mày thôi đi. Tính bắt nạt thằng anh ngốc nghếch của tao hả? Ôi ôi, cái gì mà thúi thế? Mơ đi, chỉ có một mình con Hòa này được bắt nạt ổng thôi. Ra. Đấy, úi trời ơi. Bắt nạt ổng hả? Bố tôi cái xác con này đi, không có cửa đâu.